Vậy làm thế nào? Câu hỏi thứ ba mà đầu giờ Hoàng chia sẻ với các chị ấy, đó là làm thế nào để chúng ta có thể triển khai một doanh nghiệp đi theo con đường IPO bằng cơ chế vốn. Thì đây là 6 trong rất nhiều việc chúng ta phải làm. Chúng ta phải chuẩn bị cho cái việc này. Việc đầu tiên đó là chúng ta phải xây dựng được một cái lộ trình tài chính. Thế do đó là khi mà gặp bất cứ một doanh nghiệp nào muốn Hoàng cũng như Aura chia sẻ, muốn tư vấn ấy, thì Hoàng đều hỏi là khát vọng của anh là gì? Anh muốn ngày anh muốn có IPO không? Có rồi. Thế anh IPO vào năm bao nhiêu? Và giá trị IPO của anh là bao nhiêu? Thì gần như không ai trả lời được. Hoặc là trả lời một cách rất là áng chừng. Chắc khoảng độ 1.000 tỷ được không em? Có những ông 200 tỷ được không em? Thế xong bây giờ, anh đưa tất cả những sản phẩm của anh ra, những sản phẩm kinh doanh ở ra tôi coi. Sau khi tính toán một hồi ấy, Hoàng và anh Nhật hay có một cái câu rất là giống nhau, đó là gì? Gấp 3 lần đi. Tại sao? Tại nếu chúng ta chỉ nhìn những cái giống như cái bề nổi của Gap ấy, thì không bao giờ đạt được cái ngưỡng đấy. Thế họ mới trợn mắt lên, họ nói, làm sao mà tính được? Và đặc biệt là những anh chị mà kế toán trưởng ấy, hoặc là giám đốc tài chính của doanh nghiệp ấy, trợn mắt ấy, làm sao mà tính được? Làm sao mà ra được con số đấy? Con số này ảo. Không phải. Khi nó vẽ được cái lộ trình tài chính ra, bao nhiêu vòng gọi vốn, xong bắt đầu để có vốn, thì chúng ta phải PR doanh nghiệp. Phải PR doanh nghiệp. PR đội ngũ cổ đông. Bởi vì nếu chúng ta không PR thì các nhà đầu tư họ không biết được chúng ta. Giống như cái cách mà hiện tại chúng ta đều đang nghĩ về trứng gà và trứng vịt. Bởi vì hiện tại trong tư duy của mỗi người chúng ta đều không biết cái chị có không, nhưng mà đa phần hoàn gặp những người đều cho rằng trứng gà tốt hơn trứng vịt. Nhưng mà khi mà Hoàng kiểm tra lại thì không có một cái khái niệm nào, không có một cái công trình nghiên cứu nào cho rằng là trứng gà tốt trứng vịt hết. Thế nhưng tại sao chúng ta mặc định trong đầu như vậy? Thì đây là câu chuyện vui mà Hoàng hay chia sẻ với các anh em. Đó là chẳng qua đấy, con gà đẻ xong nó biết PA, nó gào lên. Còn con vịt đẻ xong không biết PA, trườn xuống hồ. Thế do đó là trong đầu chúng ta mặc định là trứng gà tốt hơn trứng vịt. Thế thì cái câu chuyện nó đang ứng với cái câu chuyện mà Hoàng đã chia sẻ ở đây. Chúng ta muốn các cộng đồng, các nhà đầu tư, người ta biết đến doanh nghiệp của mình, thì không còn con đường nào khác, đó là chúng ta buộc phải PA doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa, đó là chúng ta phải xây dựng đội ngũ quan hệ cổ đông. Có lẽ những anh chị nào đã từng tham gia những cái lớp giám đốc điều hành, giám đốc tài chính mà Hoàng đã đào tạo đấy, thì các anh chị mới có thể được Hoàng chia sẻ hai cái, đó là xây dựng quan hệ nội bộ và xây dựng quan hệ khách hàng thôi. Nhưng mà ngày hôm nay có thêm một khái niệm nữa, đó là xây dựng đội ngũ quan hệ cổ đông. Để đội ngũ này sẽ đi tìm kiếm, kết nối những nhà đầu tư mang về công ty, hay là mang vốn về công ty đấy. Rồi tiếp theo, đó là chúng ta phải xây dựng được những cái KPI, KPI các anh chị nhé, cho từng vòng gọi vốn. Để đạt được KPI thì chúng ta phải xây dựng một cái công việc tiếp theo, đó là xây dựng mô hình kinh doanh. Xây dựng mô hình kinh doanh. Rồi tiếp theo nữa, đó là thiết kế mô hình tập đoàn. Tại sao lại mô hình tập đoàn? Nó rất dài để giải thích, nhưng Hoàng lấy hai cái ví dụ ra liên quan đến hai doanh nghiệp bất động sản. Một đó là chính là Alibaba của anh Nguyễn đấy. Nếu Alibaba biết thiết kế mô hình tập đoàn, xây dựng những doanh nghiệp bức tường lửa, thì mặc dù doanh nghiệp đó vẫn bị cái doanh nghiệp mà thu mua bất động sản ấy vẫn chết như thường, nhưng mà Luyện và Alibaba không bao giờ chết. Như cái câu chuyện vừa rồi các anh chị có nghe lùm xùm cái vụ mà một cái công ty truyền thông của Vingroup ấy, và cái vụ mà một cái cậu ấy làm rất nhiều YouTube để cậu ấy bóc mẽ cái sản phẩm của VinFast, các anh chị có nhớ cái vụ đấy không ạ?
Nếu cái công ty truyền thông đấy mà là một phòng của Vingroup thì xong rồi. Nhưng chỉ một, nhưng mà đây là một công ty thành viên và chỉ một động tác rất nhỏ thôi, chuyển cậu này đi, xong. Đấy là phát ngôn của công ty chứ không phát ngôn của tập đoàn. Thế do đó chúng ta cần thiết kế mô hình tập đoàn, nó tạo nên hệ sinh thái hỗ trợ, nhưng gì ạ, khi rủi ro xảy ra nó không bị domino. Thì đây là 6 trong rất nhiều việc, rất nhiều việc chúng ta phải làm trước khi chúng ta IPO, trước khi chúng ta gọi vốn, gì đó, trước khi chúng ta gọi vốn. Thế để ở đây, để gọi vốn được thành công, để gọi vốn thành công, để khi mà các anh chị giới thiệu với cái mô hình kinh doanh của mình, giới thiệu kế hoạch kinh doanh của mình ra cộng đồng, để lúc này các nhà đầu tư, ví dụ như ngày hôm nay anh Long gọi vốn, thì để làm sao các nhà đầu tư còn lại, ví dụ như là anh Diệp, ví dụ như là anh Tuấn, ví dụ như là gì, như anh chị khác gì tai vào anh Long ơi, đừng pitching nữa, đừng giới thiệu nữa, tiền đây. Bởi vì mô hình của anh quá sexy rồi. Thế một mô hình kinh doanh được thế nào được gọi là sexy? Nó như kiểu sexy như mô hình của Grab. Các anh chị thấy đây là những tiêu chí mà trong hành trình Aura đưa các quỹ đầu tư từ nước ngoài về Việt Nam và đang đầu tư cho các công ty, những cái công ty khác, những mô hình kinh doanh khác. Thì đây là 9 tiêu chí mà các quỹ đầu tư người ta đưa ra. Tiêu chí đầu tiên, cái mô hình kinh doanh của các anh chị nó phải còn đảm bảo đủ cái dung lượng thị trường, nó còn lớn. Lớn không có nghĩa, các chị nhé, lớn không có nghĩa là chúng ta phải mới. Ví dụ câu chuyện của Grab, theo các anh chị, Grab làm taxi và thị trường cũ, thị trường mới ạ? Thị trường cũ, đúng không ạ? Nhưng họ làm bằng phương pháp mới thì vẫn được coi là dung lượng thị trường còn lớn, đúng không ạ? Cái thứ hai, đó là có khả năng, có cơ hội dẫn đầu thị trường hay không. Cái thứ ba, định vị có thông minh hay không. Các anh chị đã từng nghe, ví dụ ở đây có một cái dự án mà trực tiếp Hoàng và anh Nhật đang cùng đồng hành trên vai trò tư vấn. Đó là chị này, chị muốn làm một cái, chị có một khát vọng, đó chị muốn thay đổi cái nền nông nghiệp Việt Nam, nền nông nghiệp Việt Nam bằng tất cả sản phẩm organic. Khát vọng lớn không ạ? Cực kỳ lớn. Chị này trước kia là cùng, trước kia từng là những người sáng lập ra cái tập đoàn của Ánh Sáng Việt bây giờ đấy, nhưng mà sau đó là chị không đi cùng, không đồng hành, chị tách ra, chị làm con đường riêng, nó con đường nông nghiệp. Thế thì vấn đề cho chị bảo là, nhưng mà cái nỗi đau nhất của không chỉ của chị đâu, mà của rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam muốn làm nông nghiệp, nhưng chúng ta bị chính cái cơ chế của cách đây hai mấy năm đấy, đó là cơ chế khoán đấy các anh chị, cơ chế dồn ô đổi thửa đấy, nó làm cho cái nền nông nghiệp Việt Nam nó bị nát đấy ra. Giai đoạn này thì đúng, nhưng lúc này giai đoạn tiếp theo, khi mà nhà nước, khi mà chính phủ và nhà, và đảng, nhà nước và chính phủ, đó là ưu tiên cho, thay vì lúc trước nhé, chiến lược là trở thành Việt Nam trở nên công nghiệp khá phát triển vào 2020, nhưng chiến lược này gãy rồi, thì lúc này bắt đầu các nhà lãnh đạo Việt Nam mới quay trở lại con đường đó là gì ạ, đi bằng chính cái thế mạnh của mình, đó là nông nghiệp thông minh. Mà cách đây hơn 10 năm giáo sư Michael Porter đã từng tư vấn cho thủ tướng Dũng về cái chiến lược này. Tại vì ở thời điểm đó Hoàng lại nói xa một chút, câu chuyện ở ngoài lề một chút, ở thời điểm đó là bọn Hoàng đang tham gia một cái sự kiện, lúc đấy Hoàng đó là CEO ở bên tập đoàn Tabioka, thì đó về nông nghiệp, thì thời điểm được vinh dự tham dự vào cái buổi đấy, thì ngày hôm đó là có cả thủ tướng Dũng, rồi là nguyên thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, cũng như là rất nhiều bộ ban ngành ngồi đó. Thì ông ta có bảo là thế nào, thì có một cái ý kiến đặt câu hỏi với ông ta là theo ông, lợi thế lớn nhất của Việt Nam là cái gì. Thì ông bảo, thứ nhất, đầu tiên của đầu tiên ấy, chúng mày có lợi thế lớn nhất, đó là trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của thế giới, bởi vì chúng mày là trung tâm. Nhưng cái ngày mà chúng mày đang bàn với nhau làm sao để giảm tải ách tắc của hai cái sân bay Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì thằng Hồng Kông, thằng Singapore nó đàm trá rồi. Lợi thế thứ hai của chúng mày đó là cảng biển, tức là lợi thế hàng không mất rồi nhá, lợi thứ hai đó là cảng biển.
Thì trong lúc chúng mày còn đang căn ke cả nào nước sâu cả nước đông, thì thằng Singapore, thằng Hồng Kông và cái cả thằng Thái Lan sau lưng chúng mày nó cũng làm luôn rồi. Hết. Thế mà chúng mày có một cái nghề nữa, đó là chúng mày có thể trở thành nhà bếp của thế giới. Nhưng chúng mày có một cái tội, đó là chúng mày rất là tham. Tham là gì? Tức là chúng mày, ví dụ đầu tiên chúng mày bán một tô phở giá 50 ngàn, trong đó có khoảng 1 đến 2 lạng thịt bò. Nhưng mà chúng mày bán một tuần, 2-3 tuần đông khách rồi, xong bắt đầu chúng ta cắt, mày cắt bớt thịt bò đấy, một nửa đi. Chỉ một nửa thịt bò đấy, một nửa là cái thịt giống gì thì không ai biết, nhưng mà rất giống thịt bò. Thế do đó cái con đường mà từ miệng ra nghĩa trang ấy, của chúng mày ấy, rất là gần. Thế chúng mày còn một cái thứ tư nữa mà chúng mày quên đi, đó là nông nghiệp. Thế mạnh của chúng mày là nông nghiệp, nhưng chúng mày không làm. Ông ta đã cảnh báo cách đây hơn 15 năm. Và đến ngày hôm nay thì các chị thấy là rõ ràng các nhà lãnh đạo Việt Nam đã phải thực thi cái lời cảnh báo đó. Thế tuy nhiên các nhà đầu tư nước ngoài nó vào Việt Nam nó bị một thực trạng gì? Nó không có những cái khuôn đất quá lớn, vài ngàn hectare để họ triển khai dự án. Và gần như họ fail hết. Thế thì, nhưng mà bằng khát vọng đó, ông ta cho họ một cái giải pháp, cho cái chị đó và một cái giải pháp. Đó là thế tại sao chị không Uber ngành nông nghiệp Việt Nam nhỉ? Tại sao có Uber ngành vận tải, thế tại sao lại không có Uber ngành nông nghiệp? Và đó chính là cái key của ngày hôm đấy. Và sắp tới các anh chị sẽ thấy những cái dự án cực kỳ lớn của Auda đứng đằng sau kiến tạo. Và trong đó có một dự án mang tên nông nghiệp, Organic. Đó là Uber ngành nông nghiệp. Thế nhưng mà để Uber ngành nông nghiệp thì đằng sau một cái hệ đó là chỉ là cái bề nổi đấy các anh chị nhé. Đó chỉ là sản phẩm dẫn thôi. Nhưng đằng sau đó là làm sao để kiếm tiền từ những nỗi đau đấy. Thì là một câu chuyện khác. Cái thứ tư ở đây đó là mô hình kinh doanh thì độc đáo. Vẫn làm nông nghiệp nhé các anh chị. Nhưng mà Uber ngành nông nghiệp thì có độc đáo không các anh chị? Quá độc đáo rồi chứ. Rồi thứ năm. Đó là mạng lưới. Nó phải mang tính tương lai. Nó phải mang tính tương lai. Thứ sáu. Nó không bị rào cản về công nghệ. Bởi chúng ta đang đứng ở đằng danh của 4.0 và 5.0. Cái sự chuyển biến là rất là nhanh các chị nhé. Có rất nhiều hoạt động đang ở giai đoạn 5.0 rồi. Các chị lưu ý như vậy. Thứ sáu, đó là lợi nhuận đậm đại. Thứ bảy, đó là có khả năng nhân rộng. Do đó các quỹ đầu tư người ta rất thích làm chuỗi. Thế do đó là lời khuyên của Hoàng, những anh chị ở đây đang có ý định làm chuỗi, làm đi, nhưng bằng cơ chế này, rất nhanh. Hiện tại bên Hoàng đang tư vấn cho mấy cái chuỗi ở Indo và Philippines và Ba Lan ấy cả. Tất cả họ đều làm chuỗi hết. Mà cực kỳ huy động vốn, cực kỳ nhanh. Và thứ chín, đây là các anh chị. Tài sản nhẹ, dòng tiền lớn. Và đấy là lý do tại sao thằng Uber nó thắng những hãng taxi truyền thống. Bởi vì sao? Nó có phải đầu tư cái xe ô tô ở đâu? Và tài sản đấy là tài sản gì ạ? Tài sản nặng. Đúng không? Thì đây chính là 9 tiêu chí mà các quỹ đầu tư người ta đặt ra với các anh chị. Nếu các anh chị muốn đầu tư, các anh chị muốn ao đào dân vốn, hoặc các anh chị muốn các quỹ đầu tư người ta dân vốn, thì đây chính là 9 cái tiêu chí. Để dân vốn. Vậy lúc này các anh chị muốn đứng trong cuộc hay ngoài cuộc? Không ai trả lời được ngoài chính các anh chị. Thế để huy động được vốn ấy, các anh chị có một cái mô hình, có một cái hình ảnh mang tên, đó là Paypal Mafia. Cái cộng đồng anh Hòa đang tạo ra đấy, rồi là những cái hiệp hội như họ nhìn đến trong banner ngày hôm nay, đó là VCCI Bình Thuận và Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì tại sao chúng ta không biến những cái hội đó, biến những cái hiệp hội đó, biến những câu lạc bộ đó trở thành những cái Paypal Mafia? Thế Paypal Mafia là gì? Là những cá nhân trước kia họ từng làm trong cái tập đoàn Paypal. Họ ra họ thành lập một cái cộng đồng, họ thành lập rất nhiều doanh nghiệp, sau đó họ tạo ra một cộng đồng, đó là cộng đồng Paypal Mafia. Có nghĩa là gì? Họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ ngày hôm nay doanh nghiệp của anh Đông muốn IPO thì những anh em còn lại dồn sức cho anh Đông IPO thành công.
Nếu anh Long IPO thành công thì tất cả anh em ở đây cùng thắng, bởi vì trong đó có cổ phần của họ. Đúng không ạ? Tiếp theo, ngày hôm sau nữa anh Tuấn muốn IPO thì anh em, các anh em còn lại tiếp tục dồn cho anh Tuấn IPO. Một ngày kia ví dụ chị Hoàng Liên là bị các đơn, bị một cái đối thủ cạnh tranh nó lấn át, nó muốn chiếm thị phần, thì tất cả anh em ngồi đây dồn nguồn lực vào diện đẩy cái đối thủ ấy ra, và không một ai có thể gì ạ thâm nhập được vào cái thị trường mục tiêu của các anh chị. Và đây là khát vọng mà ông đang mong muốn, muốn tạo ra một cộng đồng như vậy để không một cái tập đoàn nào ở nước ngoài có thể gì ạ, có thể đập được các doanh nghiệp Việt Nam thua chính sân nhà của mình. Nhưng mà cái tệ đó là gì, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhỏ, đã siêu nhỏ nhưng lại chỉ muốn làm độc lập thôi. Thì đây là khát vọng của ông ra. Các anh chị có thể thấy đây hai, đây đây là hai cái bức hình. Ở cái giai đoạn mà khi Grab còn đang hiện diện tại thị trường Đông Á đấy, thì chúng ta cứ nghĩ rằng Grab và Uber nó cạnh tranh nhau quyết liệt. Chứ không phải, đây mới là họ thế này. Bởi vì ngày Uber rời khỏi Đông Nam Á là cái ngày đó Grab phải nhường lại 27% cổ phần của Grab cho Uber. Và sau thương vụ đó Uber IPO thành công. Chứ không phải như chúng ta nghĩ, đó là Uber thua Grab. Mà cái em đó gấp thua, không phải gấp thua mà Uber thắng, thắng lớn. Đó, thế do đó này, chúng ta nghĩ rằng năm cái hãng taxi công nghệ lớn nhất thế giới họ đối thủ cạnh tranh của nhau, nhưng không phải, thực ra họ đang sở hữu chéo của nhau. Tương tự, đây là những hãng truyền thông, hãng truyền hình lớn nhất thế giới. Họ cũng là những đơn vị sở hữu chéo của nhau, nhưng thực ra chúng ta cứ nghĩ là họ đối thủ của nhau. Không, chúng ta bật bất cứ một kênh nào tiền đều chảy vào túi của họ. Hay như ở hình bức hình này, chúng ta cứ nghĩ rằng Heineken và Tiger cạnh tranh nhau, nhưng các anh chị uống non bia đào bất cứ của hãng nào trong những cái hãng này thì tiền đều chảy vào túi họ hết. Tương tự, chúng ta cứ nghĩ rằng PepsiCo và Coca-Cola nó cạnh tranh nhau từng cái lấp trên quầy kệ luôn, như quảng cáo đấy, nhưng thực ra uống cái gì cũng vào túi họ hết, bởi vì họ sở hữu chéo vào nhau. Tương tự như P&G và Unilever cũng tương tự như vậy, họ cũng đang sở hữu chéo vào nhau các anh chị nhé. Đó, thì đó cũng chính là cái nội dung, cái những bức hình cuối cùng và trong nội dung ngày buổi sáng ngày hôm nay Hoàng muốn mang đến cho các anh chị.